Việt Nam đứng gần chót trong bảng xếp hạng về tự do báo chí. Theo bảng xếp hạng của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới về tự do báo chí năm 2013 vừa được công bố hôm nay, ngày 30 tháng Giêng, Việt Nam vẫn nằm ở hạng thứ 172, gần chót trong danh sách có 179 quốc gia. Trong phần trình bày về bảng xếp hạng nói trên, phóng viên Không Biên giới nhận định các nước như Bắc Hàn đứng ở hạng 178, Trung Cộng hạng 173, Việt Nam hạng 172 và Lào hạng 168 vẫn không cho người dân hưởng quyền tự do được thông tin. Nói chung, tình hình tự do báo chí của bốn quốc gia cộng sản đó vẫn không có gì thay đổi. Riêng tại Việt Nam và Trung Cộng, những người làm công việc thông tin trên Internet, các bloggers và các công dân mạng vẫn bị đàn áp ngày càng nặng nề. Theo phóng viên Không Biên giới, trước sự lớn mạnh của các mạng xã hội và khả năng huy động của các mạng này, chính quyền đã gia tăng kiểm soát các thông tin nhạy cảm và rút ngay các thông tin này khỏi mạng Internet. Trong vòng chưa tới một năm, ngành tư pháp Việt Nam đã kết án tù 12 bloggers và các nhà đối lập với những bản án lên đến 13 năm tù. Và như vậy, Việt Nam hiện là nhà tù đứng vào hạng thứ 2 trên thế giới về giam giữ những công dân mạng chỉ sau Trung Cộng. Trong khi đó, phóng viên Không Biên giới đã khen ngợi Miến Điện đã có tiến bộ về tự do báo chí. Trong bảng xếp hạng năm nay, Miến Điện gia tăng 18 hạng và được xếp ở hạng thứ 151 trên tổng số 179 quốc gia. Phóng viên Không Biên giới nhận định, nếu như các cải tổ về lập pháp chỉ mới được khởi động, thì các biện pháp của chính phủ Miến Điện nhằm hỗ trợ báo chí, việc bài bỏ chế độ kiểm duyệt và việc cho phép các tờ báo lưu vong trở về nước đã là những bước tiến đáng kể. Chính phủ lên cầm quyền thay thế cho tập đoàn Quân Việt cũng đã trả tự do cho nhiều phóng viên bị cầm tù. Miến Điện nay không còn nằm trong số các quốc gia được thể hiện bằng màu đen trên bản đồ thế giới về tự do báo chí nữa.